bateco não tem ouro. Lembrando que eu tô bateco daí, ó. Ele tem que bater. Chỉ đường đi mấy viên sỏi lên lên này nó mới là đường đi ha. Vô ngay cửa có chữ quay bên này luôn. Cái này cây thiệt cái bên nhé. Bên kia sen đá nở bông rồi. Có một cái em mới làm nông bộ, hôm nay phải nông bộ cảnh cho vui mà chồng có sen đá tiểu cảnh à. Sen đá rồi cái sen đá này mai mốt mình phải chừa chỗ cho nó lớn nó mới đẹp là mất con. À, nó mới đẹp. Ngày bữa nó kiếm cô Bạch Tuyết. Cô Bạch Tuyết đi đâu? Trả lại chút mình. Đây, mình chừa chỗ mốt mấy cái sen này nó sẽ bự hết. Này thiếu mấy ông? 2 ông, 7 ông. Sen đá mà nó lên màu đẹp. Cái ghế trống dài rồi. Trời mấy cái núi này khó tìm nha. Cái cả nhà mình đi tìm. Ồ, đá hả? Ừ. Ồ, đá này là ngoài suối á. Khó lắm, có đi lựa. Cái đá đó, đá thật, thành thật. Nói chung là đi lựa lâu lắm mới thấy cục nào thích thích thì mới mới lậm. Đẹp lắm á, phun nước vô nó lên màu đá này nè. Nha, anh uống luôn nha. Phun nó lên màu á, cái này màu đỏ, này màu đen, này màu xanh, màu đỏ. No, kem. Okay. Phun nước lên màu, phun thử đi. Chút nữa, cho mẹ bình nước lên, ở đâu, em để đâu. Thấy không con, màu xanh á, cái bình phun nước màu xanh của mẹ đâu đó. Rồi bình nước đi đâu? Nghe chưa? Sạch sao? Sạch đi xong tôi quay lại gần đi. Ê, quay qua mới thấy. Thì đó anh khiên xịt đó. Không có thấy, ok thấy rồi. Quay qua một chút nữa đó. Thấy trên nó chắc xanh không? Rồi đổi cái cục kia coi. Đây, xanh đen. Ồ. Có nghĩa là nếu mà đánh bóng lên thì nó đẹp chứ nghĩa ha. Đây, nó có vân đàng hoàng. Nhưng phải là mình muốn lựa, mình lựa. Thấy chưa? Bởi vì lúc mà đi suối lựa đó là phải có nước mà mình mới thấy được cái nó đẹp hay không. Nè, đỏ nè, thấy không? Thấy chưa? Đó. Hiểu rồi. Đã có vân cho anh đẹp, nó trẻ, trẻ như cái suối trẻ. Đồ xịt xịt mé bên trên coi, quay qua. Trời đâu, ơi. Xịt ở đâu? Thôi tao khỏi, xịt vô tay rồi. Anh xịt đâu em không thấy được. Nè, nó vừa trúng mặt. Bên mình nấu hoa đẹp không? Xem đá rồi. Cái này mốt nó mọc. Cái này làm mất bao lâu đây? Em không biết nữa. Để... làm gì không biết. Nãy em lo làm mấy nhỏ. Khoảng chừng, đoán, dự đoán.
mình chơi tà tà chắc 2 tiếng thôi. Nghĩ chắc hơn á. Tại mắt nó nhỏ. Nhìn lên, chậm lắm. Rồi, xây. Xây đi để coi thử tên mấy cục đá nó khác nãy. Giờ sẽ thấy rõ nè. Khoan khoan đứng chút, chậm, lẹ quá. Rồi xây. Đó, hồi nãy mình quay là nó chưa ướt, bây giờ nó ướt nên nhìn thấy khác nè. Bởi vì lúc mình tưới cây á, là cái đá mình nó đẹp. Tại vì này nó bị... Cái này là giống gì bạch tiết với chú lùn, mà chỉ có chú lùn nó không thấy bạch tiết đâu. Vậy bữa mình có bạch tiết. Bạch tiết bị bắt rồi. Chờ. Hay là bạch tiết đang ngủ rồi. Chờ mình sẽ bán bạch tiết ra cái ghế. Có mấy con chim. Chụp hình chưa anh? Ok. Chụp hình gì? Nở bông. Chụp hình cái này hả? Nãy anh như chụp rồi. Ok, khoan. Mấy cái bông khoan. Này nó lớn á, mình ra ngoài một, sân á. 2 3. Rồi. Xe ra ngoài sân á là mình quay lại cho mọi người coi. Cái này là mấy mốt bông này nó bự gì nè, cái này bự lắm. Cái này là những cái giống này lớn, cái giống này không có lớn lắm. Còn cái giống này nó bự như cái dĩa mà giờ mình bỏ cái cây vô nhìn nhỏ hơn. Sao mình cho em mới đi, em sa mạc đi. Em sa mạc hả? Ừ. Em sa mạc thì để em sa mạc lên, bỏ em kia xuống. Ok, cho em một xuống. Rồi. Đây là một em tác phẩm ơi, ở vùng sa mạc. Thấy được không? Được rồi. Đây. Em này ở vùng sa mạc. Ủa, sa mạc này có cái xe nữa, mà xe nó một cây luôn chồng. Ta-da. Ủa, sa mạc này cũng có cái nhà nữa không? Thấy không? Đó. Cát vậy à. Bên này là em này là dùng cái gì? Dùng này trên núi là cây cỏ hả? Thật ra mình trồng cái này là những cây đột biến. Trong đây là mình chỉ để riêng những cái cây đột biến. Nó sẽ bự lắm nè, đây là cây đột biến, đột biến, đột biến. Những giống đột biến khác nhau nằm trong cái chậu này. Đây là cái giống đột biến khác nha. Sorry. Thấy không? Thấy những giống đột biến không anh? Đó, toàn bộ đây là những cây tứ bi của những cây đột biến thôi. Còn cái lớn nó nằm ở đây, bốn cây này nó bự nữa. Có cái cây này không đột biến. Chiên coi. Chụp cái chậu không? Lấy cái tay ra. Ok. Tới cái xe nè. Cái xe này sao đây? Sao chồng đây? Anh à, khoan một cái lỗ ở dưới và một cái lỗ trên đây. Cái nóc này thấy không? Rồi cắm cây thẳng xuống dưới đất đây luôn cho nó lớn luôn. Coi như chồng xiên của cái xe luôn không? Ừ. Cái xe này đã bị cây lâu năm nó mọc lên. Thí dụ vậy. Là ở trong nè, cái xe vẫn có đất luôn không? Có đất. Chứ không phải là chân cái xe mà là chồng. Chồng cây mấy cái bông nó bự đẹp. Xe này nó bị nằm ngoài sa mạc luôn rồi, không có chạy được nữa. Nó bị cây luôn rồi. Mình trồng ít bông là tại những cái giống bông này là những cái sen đá loại mà đột biến, nó giống như trên này nè. Mai mốt nó bự lắm, râm ra không, mình không trồng nhiều vô trong đó được. Mà mấy cái cây đột biến này nó sợ nước, trồng khô khô. Bởi vì mình nó làm sa mạc luôn rồi. Dạ, mình có một em nằm sa mạc. Dạ, một em thì này tưới nước được. Nhái gì? Ăn không?
Hồi nãy ăn rồi, giờ ăn nữa không? Cười á, cười. Cười xong mà mẹ không bồng khóc. Mẹ lo Rồi, chơi cái khóc. cây đâu rồi? Cái gì em? Để quay lại gần chút. Ờ, cây đây nè, ngay gần chút. À, nó đột biến cũng bự ha, bằng bàn tay em. Cái bản ngàn á, anh thấy bản ngàn không? Cây này mốt đột biến đẹp lắm nè, cái này là cúc nè. Cái dạng nó nở giống như cái cúc. Nhưng mà bây giờ nó là baby nên mình cho nó vô đây, mai mốt bự rồi mình sẽ cho nó vào một cái bự. Nãy anh nói lại cái này là cái gì vậy? Hả? Anh nói cái này là cái gì vậy? Tiểu cảnh như này Ờ, là những cái cảnh nhỏ nhỏ làm nhỏ nhỏ đẹp oh. Em biết, anh thấy tiểu là nhỏ, nó vui vui. cảnh là cảnh thôi. Em thấy nó vui vui mà. Nhưng mà hai cái này thích cái nào nha? Cái này cũng đặc biệt, đặc biệt là trồng sen đá chứ cảnh là thêm thôi. Cái này là giống đặc biệt, nó đột biến mới có. Còn cái này là những cái cây sen đá nhiều giống này lắm á. Chắc trong này cũng mấy chục. Tới hôm ta chắc không? Chắc cũng mấy chục, hai ba chục giống. Mình có loại lớn rồi em hả? Vài bữa nữa mình đem này ra ngoài này gió quá. Nói chung Trộn mấy cái này cũng trồng được phải khoan rồi. lỗ đít á, ở dưới đáy không mà hay lỗ Đúng rồi, không, đây nè, đây cái dĩa nó cao anh hả? Cũng cao nè. không là không có trồng được sân đá. Cái này cũng khoan lỗ mà mình không cho coi được. Mình trồng như Nó có dở lên là xỉu thôi, vẫn thấy được chứ. hình như kỳ mình khoan cái này trong cái clip kia có rồi, Có, ừ. cái tô này mình có rồi, Đúng lúc mình khoan rồi chỉ có cái dĩa này mình rồi. không Hình như cái đó có, hai lỗ thôi. hai lỗ hai bên. Ừ, hai lỗ. Còn cái dĩa này thì mình không có quay tại mình còn khoan rồi, nó không quay nữa. Mốt cái bông này nó sẽ đẹp, nó sẽ nghẹt lên đó, mình cho mọi người coi. Bây giờ mình trồng em bé một chút chứ mốt nó không có chỗ lớn tội nghiệp đó. Nãy chanh này á, nó đòi sắp mấy cái này nè, nó nói này để đây mắc cười đó. Chị mới mì làm. Dạ, chỉ em để chỗ này đẹp này chỗ kia đẹp kìa, nó bay để ghế sao để vậy luôn. Nó mù 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 mọi người đó, chọc chọc. Nhưng mà có cái nhà lại không chịu, và cái nhà nó là mua đây, nó nói đây mới đẹp, nó không cái nhà nó đẹp đây. Cục đá đẹp anh hả, vô nước tới giờ nó còn xong. Đâu, bên sa mạc bên này cục đá phun nước thử Ồ. không? Quay ngang qua mới được. Đè vô vô, Nó nè. màu cẩm thạch, nó màu là em phun cái. Đã xanh. Nó đi dần nữa không? Chưa? Thấy được không? Thấy thấy được cái vần của đá rồi. Ồ, đây là đá nó hơi xanh hơi trắng một chút, cục bên này khác, nó có mấy vân. Cái này dân chạy chỉ. Có nghĩa là nếu mà mình dùng vật ni hay mình đánh bóng lên là nó sẽ bóng ha. Nó vậy luôn, nó nằm lên. Nó sẽ có màu đá đó. Cục Này. nào em cũng thích, nó có mấy cái vân đẹp quá trời. Có cái miếng nữa. Xong chưa? Rồi muốn nói gì nói đi. Thôi, mình có hai tác phẩm sa mạc giả dạ, gì này gọi là gì? Tiểu cảnh nhỏ vùng núi gì đó đại khái là bye bye. Mọi người cùng ngắm nha. Bye bye. Henry tới tấn công rồi Henry. Đây là cái cảnh này. Ê, ê. Trời ơi. Mất mấy tiếng đồng hồ. Mình không làm mình nhìn cũng mệt. Nhưng mà lúc mà thành phẩm thì thấy hơi đẹp chút. Vậy chứ mấy tháng nữa nhiều khi phải gỡ ra làm lại đó. À, nhiều khi nó lớn lên không? Được. Nói chung là đam mê. Đam mê. Mà không biết ai đam mê. Ai mê thì mình làm. Không Ok, bye bye. Cảm ơn mọi người nha.